Trong tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, nhân mùa Vu Lan Thắng Hội, ngày 13 tháng 9 nhằm ngày 26 tháng 7 năm Canh Tý, tại chùa Thiên Sơn, ấp Vĩnh Hiệp, xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, sư cô Thích Nữ Diệu Thanh, trụ trì chùa Thiên Sơn đã trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2564, dương lịch 2020. Chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Thiện Minh, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện U Minh Thượng, Thượng tọa Danh Cảnh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Thuận, Đại Đức Thích Tuệ Giải, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Đại Đức Danh Khỏe, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện U Minh Thượng, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo các huyện, Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và đông đảo quý Phật tử đồng tham dự. Tại buổi lễ, Phật tử đại diện đạo tràng tác bạch dâng cúng pháp y là món pháp khí biểu hiện cho giáp nhẫn nhục của hàng xuất gia, kính mừng quý ngài tăng thêm một tuổi đạo. Tiếp đó, Phật tử thực hiện nghi thức nhiễu y ba vòng chánh điện dâng lên cúng dường Chư Tôn Đức. Ban đạo từ tại buổi lễ, Đại Đức Thích Tuệ Giải tán dương sự nỗ lực của sư cô trụ trì chùa Thiên Sơn trong việc kiến lập đạo tràng cho hàng đệ tử và Phật tử có nơi tu học tốt. Đại Đức cũng tán dương công đức của quý vị Phật tử đã noi theo hạnh nguyện của ngài Mục Kiền Liên sắm sanh lễ vật cúng dường đúng chánh pháp, và việc làm này đối với người con Phật mang hai ý nghĩa quan trọng, đó là cho người sống và người đã quá vãng. Người sống thì chúng ta hồi hướng cho hai đấng sinh thành, người đã nuôi dưỡng cho chúng ta, lo cho chúng ta nên người. Hồi hướng cho cha mẹ được tăng phước tăng thọ, người đã quá vãng được siêu sinh về cõi tịnh độ an lành. Buổi lễ được khép lại trong niềm hoan hỷ và thành kính của toàn thể quý Phật tử đạo tràng chùa Thiên Sơn.